Xin chào các bạn ha. Hôm nay thì Phong làm cái video clip hướng dẫn các bạn đường đến nhà Phong ha. Thì cái chỗ mình hướng dẫn là đi từ chợ Điểm qua, thì mình sẽ đi trên đường Bùi Thanh Khiết, đi thẳng đường Bùi Thanh Khiết thì tới cái ngã tư lớn, ngã tư đèn xanh đèn đỏ nè. Thì cái ngã tư này người ta gọi là ngã tư Quán Chuối nha. Mình đi đến ngã tư Quán Chuối thì đến đây là mình thấy có cái bảng chỉ dẫn nè, là mình sẽ đi thẳng qua ngã tư, đi hướng về đường Hương Lộ 11. Thì ngay ngã tư này mình chú ý nè, mình thấy có cái tiệm bán mắt kiến đúng không, mình sẽ đi thẳng qua và mình đi cặp theo cái đường hẻm đó. Đường đó tên là đường Đoàn Nguyễn Tuấn, mình sẽ đi thẳng trên đường đó. Rồi mình đi thẳng trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn này, đi thẳng một chút thì nó sẽ có một cái ngã tư. Thì đến cái ngã tư đó mình sẽ rẽ qua bên tay tay phải không. Ra phải đi thẳng chút xíu nữa là nó có một cái ngã ba, thì mình cứ đi thẳng theo cái con đường nhựa này đến cái ngã ba này thì mình rẽ trái. Rồi sau đó mình phải chạy thẳng khoảng hơn một cây số thì nó sẽ tới một cái cua lớn giao với đường Hương Lộ 11. Cái cua đó thì người ta gọi là ngã ba cầu cua, gọi là ngã ba cầu cua vì ngày xưa ngay chỗ đó có cái cua lớn và con đường này thì nó còn nhỏ thôi, thì muốn qua cái cua đó thì nó phải đi qua một cái cầu. Bây giờ thì người ta đã làm đường rồi thì cái cầu không còn nữa, nhưng mà địa danh vẫn còn, địa danh tên là ngã ba cầu cua. Bây giờ mình sẽ đi thẳng tới đó. Gần tới ngã ba cầu cua thì các bạn sẽ thấy ở phía tay phải mình có quán cà phê là Tết Việt Xưa. Nói chung nếu mà các bạn ở khu vực khác tới thì các bạn sẽ sử dụng Google Maps gõ vào cái Tết Việt Xưa hay là Nét Việt Xưa ở trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn thì nó sẽ tới ngay cái địa điểm ngay chỗ này. Đến cái ngã ba này thì mình thấy ở mé bên tay trái của mình nó có một cái hẻm nhỏ, có một cái hẻm nhỏ. Ở phía đầu hẻm là có cây bàn nè, thì các bạn quẹo vào cái hẻm này nha. Rồi đi thẳng cái hẻm này luôn, đi thẳng chút xíu thì sẽ thấy có cái ngã ba, mình quẹo phải, quẹo phải rồi mình đi thẳng luôn. Mình đi thẳng theo cái đường bờ này ha. Rồi quẹo chỗ trái đi thẳng luôn qua mấy cái mã đây, thì cái nhà của mình là cái nhà thứ hai mé bên phải đây. Đến đây các bạn thấy đây, nhà có hàng băng bật, có hàng cao trước cửa ha.